Đây, hôm nay chạy chó Phú Quốc Sài Gòn sẽ quay tư liệu một cái bầy mới nha. Bầy này thì mẹ đẹp lắm. Đây là bầy con của ông Max. Đây thì được 4 bé, 3 vàng cái và 1 vàng đực. Vàng đực nhìn lanh lắm. Này, vàng đực nhìn lanh lắm, đã tập sức rồi. Có chân nó dướng chân này chị, con vàng đực à, tiết con vàng đực khá đẹp, khá dễ thương. Mà trong nhân giống thì nó có rủi ro. Đây, chỉ mắc một con ở đây, một con bên đây nè, đợi được ở bị dướng xích là bị đất xoáy nè. Đó, bạc má, vàng bạc má. Xích nè, mỗi đứa một góc là xong gì đâu. Nó bị dướng chân, coi dướng chân đó. Mỗi cái kỳ. Em bàn cái màu bản màu đẹp là đốm lưỡi thì mắt đậm. Xoay kiếm, tay đang lên. Nè em đang thay lông cũng vàng cái luôn, vì mắt đậm bạc má. Gọn. Đây. Mặt chót lên, bén. Mặt này ác à. Mặt này bè bén quá chị. Con này với con vàng á. Con vàng mà tay chưa lên. Mắt đẹp ghê. Mặt thắt. Bàn cái luôn. Ủa con Mimi đẻ ra mấy con đẹp không ta? Mắt đẹp không á? Con Mimi với con Max. Quá xui ha. Con vện màu, vện màu đẹp ghê quá chứ. Bờ đất xoáy à. Trời ơi, cái đầu cắn sao chảy máu kìa. Cái mặt kìa đó. Đó, cắn cái máu luôn. Đây là tiếc kìa. Đất xoáy. Mặt đẹp. Nhìn. Giờ tách bốn con bốn góc. Nằm nhìn đầu, đầu thủ gọn bưng, mắt bén. À, con này mảng màu quá đẹp luôn, xoáy cũng đẹp, con mắt bạc má vàng kim. Rồi mấy bạn cứ thích con nào thì cứ alo cho mình, số điện thoại 0989 356 396 của chạy chó Phú Quốc Sài Gòn, hoặc là bị inbox trong cái fanpage chạy chó Phú Quốc Sài Gòn của mình ấy. Nhớ đăng ký kênh chạy chó Phú Quốc Sài Gòn, like, subscribe để theo dõi những clip và những bài chó con sắp tới. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Đâm lưỡi trong. Nè em chỉ nè, từ nhỏ nè, tập mở miệng đi, em mở miệng giờ ổm gì đâu, tập mở miệng đi, con nào không tập mở miệng đi, mốt coi lưỡi dễ chứ đợi nó lớn tập thì được, thấy không? Đây lưỡi đó, lưỡi nó nằm trong đó, đang thui. Rồi con này cũng vậy, chỉ cách tập từ nhỏ chơi tụi nó khều khều lại trước cho nó, là vuốt cho bình tâm lại, nựng nó xíu rồi cho nó giãn người ra rồi. Rồi đâm lưỡi trong rồi đó. Rồi hai con kia nữa, thấy không? Dễ ợm đi chứ đừng để mà lớn đụng đó. Không, nó đẹp đó. Có con này chắc giữ lại quá, đang con mặt con này nó nhìn ác quá. Con này đừng có dòm gì, nó ngoài nó có đốm sẵn rồi. Ok rồi, đẹp rồi. Con này vàng lửa em chưa có, thôi để giữ cái này lấy kìa. Trong trại mình chưa có con này đẹp rồi. Đây nè, con vện nè, vện lưỡi đen thui rồi.
thì chờ để mình đậu lên rồi. Chút chiều nhốt con chó này riêng trong cái lồng nhỏ. Không có bỏ chung cái mỗi con cắn cái ba con nó đè vô nó cắn nhỏ. Ờ hội đồng quá, tôi đánh hội đồng rồi. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của bên mình nha. Mọi chi tiết thì xin liên hệ số điện thoại 0989 356 396. Cô chạy chó Phú Quốc Sài Gòn.